afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi lại nhân vật bác sĩ cho các bạn cùng xem. Đấy, hôm nay là chơi một bộ Thiên Sứ Chiến Tranh bộ trắng, đúng không? Cái bộ này là tôi chơi Hunter mà nó thải mốt tôi ghét cực kỳ luôn á. Cái cánh của nó nhìn rất là đẻo, cho nên là cái bộ trang phục này tạo ra nhiều khi nó cũng có cái nội tại là gây khó chịu cho người nhìn. Ở đây là Hunter nha. Còn đối với mình thì cái cánh nó hơi cứng, nhưng mà về cơ bản là chọc được nó thì vui, đúng không? Chọc được nó thì vui. Hey. Hôm nay đầu tuần rồi, mình cứ tưởng là sáng dậy là sẽ coi The Face, nhưng mà không thấy The Face đâu cả. Không biết là cái chương trình đấy là hôm qua là có phát sóng hay không cũng chẳng rõ, mà trên YouTube cũng chẳng thấy. Đâm là buổi sáng dậy coi thấy nhạt dã man, cuối cùng là không có gì để giải trí cả. Thế là ngồi coi mấy cái clip dạy tiếng Anh của cô Vũ Mai Phương ấy. Trời ơi, vừa xinh vừa giỏi mà cách dạy dễ hiểu nữa cơ. Ngày xưa mà ước gì xã hội nó hiện đại hay là nó hiện tiên tiến một chút thì có lẽ là tôi cũng học dốt tiếng Anh lắm. Kiểu ngày xưa nhà cũng có wifi rồi, nhưng mà không có cái truyền hình kết nối wifi như bây giờ, mọi người hiểu không? Ngày xưa cái thời của tôi là còn dùng cái tivi mà 21 inch ấy. Nhà nào xịn xịn lắm thì cài cái 48 inch. Còn nhớ ngày xưa là lắp cái wifi vô á, là mở cái cục đấy là cái có một cái cổng LAN là lắp vô cái máy tính bàn. Mà mọi người biết rồi, cái mặc định của cái người ở down á, là kiểu giống như là sẽ cứ đụng vô máy tính là cứ nghĩ là mình chơi game. Đó, cho nên là mình cũng ít khi nào được dùng máy tính lắm. Nhưng mà thật sự là có máy tính thì cảm giác dễ thở hẳn. Nhớ cái đợt hồi đó là hay có cái bài tập gọi là thực hành về hóa học ấy. Là ngày xưa tôi học làm gì có mấy cái chất ở đâu. Thỉnh thoảng có hiếm lắm 10 bài, chắc là chỉ có một bài là được coi hóa chất nó thay đổi, pha dung dịch sắt bỏ vô HCl gì đó, rồi cho đồng bỏ vô HCl, rồi đốt axit sulfuric lên là nhúng chất này chất kia vô thì lâu lâu còn được coi miếng. Rồi về nhà là viết. Còn có nhiều cái tiết mà kiểu giống như là ôi dồi ôi luôn, không được xem cái gì hết, nhưng mà bắt về viết báo cáo, viết phản ứng hóa học là rồi lấy đâu ra, lấy trên sách viết ra chứ lấy đâu ra. Còn về cái cơ bản, về cái thực tế là mình không có được dò một cái gì luôn, rất là chán. Nhưng mà chắc là mọi người bây giờ mọi người cũng được coi nhan nhản trên mạng rồi đúng không? Nhưng mà coi trực tiếp trên mạng thì nó làm sao mà đã mắt bằng coi ở trên lớp được. Kiểu như giáo viên họ sẽ cho chất này chất kia nhúng vô thì nó sẽ có phản ứng hóa học, rồi đốt cái đèn cồn lên rồi nhúng ống nghiệm vô, coi thích dã man. Ngày xưa là được vô có một cái đợt đó, gì vậy? Ngày xưa là em được coi cái gì kết tủa đấy, cái chất gì kết tủa, bari sulfate gì đấy, bari sun cái gì mà BaSO4 là cái chất gì vậy, bari sulfuric hả, bari không nhớ nữa, BaSO4 là cái chất gì quên rồi. Rất là đau lòng mà cũng không có thể có cái memory gì cả. Dám đuổi Thiên Sứ Chiến Tranh được hộ tá bởi một con bé có tên là Little Girl, cũng mạnh lắm mà nha. Sao mà nó nối bom nhưng mà kinh khủng vậy trời. Trời ơi, bị gõ cái đầu rồi. Ok, mình có những 9 hồi phục hết rồi. Ở bên giờ tiêm đấy, mọi người thấy không? Gõ bác sĩ nửa máu xong cái bỏ không thèm đuổi nữa. Lại đầy máu nên giờ đuổi làm gì nữa. 0,25 máu thì cứ mà cai tẹt. Rồi lại không thèm đuổi nữa. Vui quá nè. Mấy cái emote nhìn khó chịu nhở. Nhìn nó cứ vui vui.
Wow. Ôi, cái con kia nó nhập vô nhanh vậy trời. Yo. Này thì không, ủa không được, không đập được. Trời ơi, quá ghê gớm. Kê mốt của công nhận là của bác sĩ ấy. Nó thật sự nhìn chối thật chứ. Mang cái bộ trang phục này vào nữa. Đè hưu, đè hưu. Chưa, máy chưa được. Cho nên là không dám liều. Ui, trời ơi, ra máy. Để xíu ra mình report bartender nha. Từ từ, con thở là con gỡ. Nó mê mỹ nhân rồi. Có bác sĩ ở đây là không ngán ba cái đứa máu lẻ đâu. Chôn sống không cho nó đẻ trứng. Úi giời ơi, không sống lắm. Ông nội mang bling thì tôi cũng chịu. Trời đỡ. Trời ơi, em đặt cái bánh tráng phơi xương để về ăn nhâm nhi mấy ngày hè. Mà mọi người biết không, tại vì cái số đuôi của tôi á, nó rất là giống với số của mẹ tôi. Nó chỉ khác hai cái số đầu, cái phần đầu của cái số tổng đài thôi. Xong rồi đến khi mà đặt hàng thì mình cứ ý, mình cứ để ý chủ cái địa chỉ chỗ mình là được rồi. Ôi, nó lại đuổi nữa, kiểu đôi mắt nó đỏ le. Đôi mắt nó đỏ như chai xịt tinh dâu vậy đó. Nó đuổi em mọi người ơi. Dám đuổi thiên sứ chiến tranh á mày. Đừng. Ui. Trời ơi. Giật. Hay quá. Cha mẹ không dạy thì bà mấy gái đâu ra dây đi đó vậy. Trời ơi, sao mà người ta chơi lắm bo mày ta. Nó ném liền luôn á. Hí. Ôi, dám đụng cái thiên sứ chiến tranh. Đi luôn. Hồi nãy em bị thọt cái quả bling thôi, chứ nếu mà nó không có bling là nó tới số với em. Sao nó mê. Ui ôi. Hộ giá. Đấy mọi người thấy không, khi mà mình heal cho mỹ nhân xong ấy là mỹ nhân sẽ được rất là nhiều sọ. Búp hoài không hết luôn á. Cho nên là bác sĩ với mỹ nhân giống như là một cặp bài trùng vậy đó mọi người. Cứ một lần bom như thế là mỹ nhân sẽ được một sọ. Cho nên là giống như là đi với nhau là cả đời sẽ sung sướng vậy đó. Cả đời sống trong ánh sáng của mười phương chư Phật. Mà bác sĩ muốn chị thương nhanh là phải chăm chỉ đi cứu ghế nhiều. Thì lúc đấy là heal cực kỳ nhanh luôn. Heal mà như hack vậy đó. Chơi trong những cái chế độ như tarot hay là 82 ấy. Trời ơi, chăm đi cứu ghế là ta nói uống thêm cái thuốc chị thương vô là thôi rồi. Nhức cái nách luôn. Cái nách mà nhức bạc luôn á. Nhìn cái emote muốn. Yo. Hết thời rồi. Yo. Trông chờ vào điều gì nữa. Và mọi người đừng chuyển kênh nhá. Mình sẽ xem trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nha. Link fan thì nhảy hầm rồi. Tiếp theo sẽ là bộ trang phục Hỏa Thiên Sứ nha quý vị ơi. Ngày xưa game này nó có một cái concept là skin hình như là xin logic bắt một kiểu. Là sẽ có một skin cầu nào đó cũng có một kiểu màu, nó chỉ khác màu thôi. Hoặc là skin cầu S một kiểu, skin A cũng sẽ một kiểu, nhưng mà khác màu ấy, hay lắm. Giờ thì không có. Trời ơi. Con trồn lùi nó đuổi mọi người ơi. Ui. Ui. Ui, đừng.
Ôi sao mà khúc khúc này mình không đảo cam nó chém dẻo thế. Trời ơi, chiên cá, xèo xèo xèo. Nó mất tiêu luôn. Nhưng mà chiên cá ấy, đấy mọi người, có hôm qua có một vài bạn hỏi là có nên mua phụ kiện nào. Thì mình thấy là không nên mua phụ kiện này nhá. Chiên cá ồn dã man. Ồn thì sẽ gây ra tiếng động, đâm ra là Hunter nó sẽ biết là mình đang ở gần nó đang ở gần mình. Rất là dễ nó đuổi mình luôn. Gì vậy bà nội? Con trồ nó đuổi tôi, làm sao tôi lùi đây? Ủa, ghê vậy trời. Ta thêm lần này đi chị gái. Ừ mất. Ôi, cứ tưởng mất gương rồi. Lên. Lên. Cú tiên chi ơi, hay quá. Xịt keo cứng người. Bác sĩ chỉ ngã mấy đứa mà cấu máu lẻ thôi. Hoặc là con cá. Thư ký nữa. Quỷ thư ký là nó phá ván nhanh mà nó đạp ván nó cũng nhanh kinh khủng. Quả đấy mà không nhờ tiên tri tôi rén gần chết. Tiên tri bố cũng cú đúng ngon. Chiên cá xèo xèo. Xèo xèo xèo. Ui ôi cái hitbox. Ngon quá. Chém hồi á. Cứu tôi. Ủa mất dấu má. Ủa sao vậy? Ủa có ổn không vậy trời? Heal em lấy sọ. Đấy mọi người thấy không? Heal là phải heal cho bác sĩ như vậy. Để bác sĩ có thể cung cấp sọ cho mỹ nhân nha. Một cặp bài trùng đó mọi người. Cho nên là mọi người có thể là chơi. Mọi người kết hợp với đồng đội của mình để có thể là nâng cao được cái số sọ của bác sĩ. Lộn, số sọ của mỹ nhân. À hồi nãy em có kể là em có đi mua cái bịch bánh trắng phơi xương em ăn mấy ngày hè. Mà khổ cái là cái số của tôi với mẹ của tôi là hai cái số giống nhau, chỉ khác mỗi hai cái con số ở đầu số tổng đài thôi. Ê, ui, kinh khủng. Thế là cho đến khi mình cứ đinh ninh là nó sẽ gọi điện thoại của mẹ mình, nhưng mà mình cứ hay vứt điện thoại trong phòng. Thì khi nào mà ở nhà thì buổi trưa dùng hoặc là buổi tối mới cầm điện thoại thôi. Còn lại ban ngày á, là một là mình sẽ ôn bài, hai là mình ngồi mình coi tivi. Chỉ khi nào mà ban ngày mình cầm điện thoại ở nhà lắm. Sao mà cứ đang kể chuyện là tự nhiên nó tới, nó phá đám. Ai ngờ hôm qua mình check cái hành trình của cái đơn hàng đấy thì mình thấy ủa sao kỳ vậy. Sao mà báo lần 1, lần 2 gì mà không thấy số gì gọi hết trơn vậy. Cuối cùng là hôm nay em mở cái điện thoại của em lên thì em giật mình. Thì ra là em cài số của em mọi người. Tí nữa thì em thành nạn nhân bom hàng. Xong rồi. Gì vậy? Trời ơi. Người ta là có bằng lái xe rồi ha. Lái hơi bị dẻo. Lên. Ủa trời ơi. Heal rất là lâu. Để xíu mình ra mình report link fan nha. Trời ơi nè. Cái bằng lái xe này hơi bị dộm. Giật nó. Giật. Không mọi người ơi. Nó chém em mọi người ơi. Úi giời ơi. Ôi cái gương đấy. Đảo cam thấy cái bóng thì cũng đến chịu. Thế là đến khi em gọi lại em nói là ủa anh ơi, anh có phải là cái anh gửi hàng không? Anh bảo ừ đúng rồi. Thế anh ơi có gì ngày mai anh gọi lại cho em, anh gửi hàng lại cho em nhé. Tại vì mấy ngày nay em không có cầm điện thoại, em bận im đi làm. Nhưng mà thực ra là em để điện thoại trong phòng, em không có biết. Em tưởng là em để số của mẹ em. Úi giời ơi. Thế là anh cũng ừ ok em nha, ngày mai em nhớ cầm điện thoại nha em. Ừ em nhớ rồi mà, anh yên tâm. Không tí nữa là cái đơn nó mà trả về là em nhịn ăn tháng này luôn. Không có bánh tráng phơi xương.
buồn mồm dã man. Mọi người biết là cái mỏ của tôi là nó hay ăn vặt lắm, không thích ăn cơm nhưng mà kiểu thích ăn vặt, nên là có cái miếng bánh phơi xương nhai nó cũng đỡ buồn mồm. Nhỉ trời ơi. Ôi, mình cứ tưởng quả đấy là nó chém mình thôi mà không ngờ nó đuổi sang mỹ nhân. Không sao, cưng mà để cho bác sĩ sống là thế nào là lễ hội là biết liền đấy. Mọi người thấy không, không giết bác sĩ là nó lại tự hiêu lại. Nên là mình hay đùa mọi người, nó là top 1 là vậy đó. Chứ ngày xưa em đâu có biết nói chuyện cho mọi người nghe đâu. Cái giọng thì rất là nghe nó ồm ồm, nó buồn buồn, nó trầm trầm. Nó rất là nghe nó rất là chán. Nhưng mà sau này thì em mới đổi tông giọng lên, em nâng tông của em lên. Em pha một chút cái phân lì vào cái câu chuyện của em, thế là câu chuyện của thế là em nghe nó cũng vui vui. Nhưng mà từ khi mà em thấy nó vui vui thì em lại cảm giác là em không muốn xem cái clip của em trước mặt gia đình. Tại vì là em nghĩ là nó nhố nhăng dã man. Nó ngại dã man ấy. Ui da, đau. Thế là ví dụ như bây giờ là em đang giả giọng mấy anh nước ngoài nói tiếng Việt này mọi người. Mọi người nghe có thấy vui không? Nhưng mà công nhận là coi mấy cái clip mà mấy anh chị nước ngoài qua đây xong rồi biết nói tiếng Việt giỏi phết đấy nhỉ. Wow, lên thôi. Người ở lại là người không khôn, người ở lại là người ngu. Vô đi thôi. Trời ơi, gã may mắn có khẩu pháo sáng. Từ từ nha, để coi nó soi ai để em đi cứu anh Linh nè. Hay thôi hiến đi, ha, hiến đi. Chứ giờ mà ra cứu Hòa là xóa clip. Cứu ngu á, cứu khôn để lại clip mà cứu ngu là xóa nha. Nhiều cái nhánh soi nó mất dạy lắm, kiểu nó soi đúng cái người mà cần cứu á. Cần phải thực hiện cái công việc quan trọng nhất thì nó lại soi. Ví dụ như cái trận này thì nhánh soi nó hơi phèn. Nên vậy, thôi đi vô thôi má, ngồi đó emote. Thôi đi vô đi ông. Thua bây giờ. Thua bây giờ đấy. Lẹ lẹ còn ra ăn cherry nhỉ. Cherry ngon quá. Quá ngon quá. Thơm thơm chua chua ngọt ngọt. Mỗi tội cái là ăn nó có hột thì phải lè nó mệt. Thôi bye bye mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi sáng, buổi chiều vui vẻ với gia đình và ăn cơm thật là ngon miệng nha mọi người. Bye bye.